Phan Hải xin chào quý quán chị mình ha. Rất vui khi được gặp lại quý quán chị mình trên kênh Phan Hải Channel. Phan Hải chúc quý quán chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống ha. Hôm nay đang đi tìm cây thuốc để chỉ cho một cái người hàng xóm. Thì Hải trực nhớ ra có một cái chuyện mà gần 4 năm nay Hải chưa có chia sẻ của quý quán chị mình. Nhưng nếu chúng ta muốn làm quen về Đông Y, muốn tham khảo về Đông Y thì cái chuyện này chúng ta nên tham khảo để chúng ta biết. Cái vấn đề là sao vàng hạ thổ. Thì bữa giờ có rất là nhiều của anh chị mình đó là nhờ Hải chia sẻ vì sao phải sao vàng hạ thổ, và có phải là dược liệu nào cũng sao vàng hạ thổ hay không, và sao vàng hạ thổ là nó có cái tác dụng gì ở trong cái Đông Y. Thì hôm nay Hải chia sẻ luôn cho quán chị mình. Không phải cái liệu dược liệu nào chúng ta cũng phải cần sao vàng hạ thổ. Có những loại dược liệu thì chúng ta cũng rất là cần thiết phải sao vàng hạ thổ. Nếu không sao vàng hạ thổ thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe khi mà chúng ta sử dụng để sắc uống. Thì sao vàng hạ thổ á, thì như thế này. Sao vàng có nghĩa là sao thơm lên. Chúng ta bỏ cái dược liệu vào chảo và trên bếp lửa đó, và chúng ta sao thơm lên, nó có mùi. Thời gian nó khoảng chừng 10 đến 20 phút sao nó thơm lên. Đó gọi là sao vàng. Và người ta kết hợp là sao vàng hạ thổ. Thì sao vàng hạ thổ là gì? Thì sao vàng hạ thổ có nghĩa là chúng ta sao cho cái dược liệu thơm lên. Có hai cách theo dân gian. Một là chúng ta sẽ quét một cái nền đất ấy. Chúng ta sẽ quét cho nó sạch, và chúng ta sẽ đổ cái dược liệu xuống can ra cho mỏng, và trong vòng khoảng 20 phút đến 40 phút nó dược liệu nó nguội thì chúng ta sẽ lấy lên và chúng ta sẽ thực hiện sắc hoặc là nấu uống. Cách thứ hai nữa thì sau khi sao vàng, chúng ta sẽ trải một cái tấm vải vải sạch ở dưới cái nền đất á, mà sạch á, và chúng ta sẽ đổ cái dược liệu lên cái tấm vải đó can mỏng ra. Thì cái vấn đề này á, thì nó làm cho chúng ta là gì á, giữ vệ sinh. Nhưng đôi khi cái dược liệu chúng ta nó nóng quá, đổ lên tấm vải thì tấm vải nó sẽ bị quéo cháy. Đó thì như vậy thì người ta là khuyên mình là bỏ vào tấm vải nè, rồi trải ra cũng giống vậy thôi, từ 20 đến 40 phút thì dược liệu nó nguội thì chúng ta sẽ lấy lên và chúng ta sẽ sắc uống. Đó thì chúng ta thích cái loại cái cách nào thì chúng ta làm cách đó. Một là chúng ta trải tấm vải lên, đổ dược liệu xuống. Hai là chúng ta quét sạch nền đất và chúng ta sẽ đổ dược liệu xuống. Đó, can mỏng ra. Để làm gì? Và đây là tại sao chúng ta phải sao vàng hạ thổ. Thì hãy xin chia sẻ với quý anh chị mình như vậy. Có những loại dược liệu chúng ta phải cần sao vàng hạ thổ. Đó. Thì khi sao vàng thì nó thế nào? Thì theo cái học thuyết âm dương á, thì sao vàng á, sao vàng hạ thổ thì khi mà chúng ta sao á, thì cái nhiệt lượng cái nhiệt cái quả đó, gọi là cái phần dương á, của dược liệu thì nó có cái phần nó cao, nó nâng cao lên. Nhưng mà theo học thuyết âm dương á, thì âm dương phải cân bằng thì cây cối mới, nói chung là sự vật cây cối mới phát triển tươi tốt. Thì như vậy thì nếu như chúng ta cái dược liệu đó bắt buộc chúng ta phải sao vàng, thì chúng ta phải sao vàng. Nhưng sao vàng xong, chúng ta muốn nó âm dương nó hòa hợp, nó gọi là nó bằng nhau, cân bằng, thì chúng ta phải hạ thổ. Thổ là tượng trưng cho, người ta cho nó là phần âm, âm nó mát. Còn khi mà chúng ta sao vàng ở trên lửa thì nó sẽ phần dương nó nóng. Thì khi sao vàng vậy thì cái phần nóng nó tăng cao. Như vậy thì nếu chúng ta không hạ thổ thì cái phần nóng tăng cao chúng ta uống vào cơ thể thì nó sẽ nóng cơ thể. Như vậy thì chúng ta phải hạ thổ để cho cái phần âm của đất nó hòa hợp và nó giảm cái phần dương của cái dược liệu chúng ta mới sao vàng á, giảm xuống để cho âm dương cân bằng. Âm dương cân bằng khi mà chúng ta sắc uống thì cơ thể chúng ta nó không bị ảnh hưởng gì hết. Đó thì đó là cái cách mà để chúng ta hiểu về sao vàng hạ thổ là gì. Nhưng mà nói kỹ hơn thì một video chúng ta sẽ không bao giờ nói hết được. Như vậy, chung quy lại, sao vàng hạ thổ là cái cây đó, cái cây loại, cái loại dược liệu đó, khi chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta phải sao vàng. Có những loại cây có lông nhiều
thì chúng ta phải sao vàng. Đó, có những loại cây nó có những chất không tốt cho cơ thể thì chúng ta phải sao vàng để cho những chất nó bốc hơi đi. Thì khi mà sao vàng rồi, nó giải quyết được cái vấn đề đó rồi, nhưng cái vấn đề là cái dương của cái tính dương, cái tính nóng của dược liệu nó lại tăng cao hơn bình thường. Thì để làm cho cái tính nóng đó nó giảm xuống, hòa hợp âm dương, thì người ta phải hạ thổ để lấy cái phần âm, lấy cái phần mát của đất bù lại cái phần dương đó, và từ đó âm dương hòa hợp, âm dương cân bằng, thì sử dụng vào cơ thể nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Hải đang đi kiếm một cái loại cây mà nó có thể hỗ trợ điều trị bệnh trĩ. Cây này thì Hải đã chia sẻ rất nhiều lần trong kênh rồi, và cũng loại cây này vì trước khi sử dụng nó phải sao vàng hạ thổ, cho nên Hải nhớ đến vấn đề sao vàng hạ thổ mà nhiều của bác chị mình hỏi Hải nè. Nên hôm nay Hải đang đi tìm cái cây và Hải chia sẻ luôn cho các anh chị mình về vấn đề sao vàng hạ thổ. Chúng ta hiểu nôm na là như vậy thôi đó. Còn có những loại cây chúng ta khỏi cần sao vàng hạ thổ đó, thì như vậy thì cái dương, nếu chúng ta cái loại cây dược liệu mà chúng ta không bắt buộc phải sao vàng thì như vậy thì chúng ta không cần thiết phải hạ thổ, bởi vì chúng ta có sao vàng đâu. Bởi vì sao vàng nó sẽ tăng cái phần dương, còn nếu chúng ta không sao vàng thì cái phần dương nó không tăng, thì chúng ta không phải hạ thổ đó. Thì sao vàng hạ thổ thì sau khi chúng ta có những loại dược liệu sao vàng hạ thổ xong thì chúng ta có thể sắc uống hoặc là ngâm rượu đó. Như vậy thì cô bác chị mình đã một phần nào đó, tuy Hải biết cái video này nó không có hấp dẫn nhiều với cô bác chị mình, không có gây sự chú ý nhiều, nhưng mà nếu mà chúng ta, cô anh chị mình là theo dõi kênh của Hải, kênh của Hải là kênh đông y, kênh về dược liệu, thì khi mà chúng ta theo dõi về kênh dược liệu thì chúng ta ít nhất chúng ta phải biết sao vàng hạ thổ là gì. Có nhiều người hỏi Hải sao vàng hạ thổ là gì, để làm cái gì đó và bằng cách nào đó, thì hôm nay là video này thì mong rằng một số của anh chị mình hiểu hơn về sao vàng hạ thổ là gì. Thì tới cái cây này của anh chị, cây này là cây trị bệnh trĩ nè, mình chia sẻ của anh chị mình rất là nhiều lần rồi. Đây mình sẽ chia sẻ của bác chị mình luôn ha. Đây đó, đây của bác chị, của anh chị nhận ra đây là cây gì không? Cây này thì nó chưa có trái. Cây này á gọi là cây ngái, cây ngái ha của bác chị mình ha, gọi là cây ngái. Đây lá của nó đây. Thì khi muốn sử dụng cây này, bộ phận sử dụng cây này là lá nè, vỏ thân, vỏ rễ nha, lá và vỏ thân, vỏ rễ. Cho dù chúng ta sử dụng tươi hoặc chúng ta sử dụng khô thì chúng ta phải đều sao vàng hạ thổ, bởi vì khi mà để tươi như thế này hoặc là khi chúng ta sử dụng khô cũng vậy, không sao vàng hạ thổ thì có một số chất nó sẽ không tốt cho sức khỏe, cho nên chúng ta phải sao vàng. Sao vàng cái tính dương nó cao quá thì chúng ta phải hạ thổ cho âm dương cân bằng rồi chúng ta mới nấu uống. Để sử dụng cái cây ngái này điều trị bệnh trĩ thì chúng ta có thể sử dụng vỏ thân khô 30g nha. Còn nếu sử dụng lá này thì sử dụng lá tươi thì một nắm, còn nếu khô thì 30g. Sử dụng bộ phận nào cũng vậy, chúng ta phải sao vàng và hạ thổ, bỏ vào một cái nồi, đổ cho Hải 1 lít nước. 1 lít nước nó có 1000 ml, thì chúng ta nấu sắc lại cho Hải còn 300 ml, và chắc cái nước đó ra chia làm 3 lần, mỗi lần uống 100 ml, uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút, và uống 3 lần trong ngày đó, sáng trưa chiều. Thì như vậy nó sẽ hỗ trợ điều trị bệnh trĩ nội trĩ ngoại cho chúng ta rất là tốt, từ cái lá này hoặc là từ cái vỏ thân của nó, từ cái vỏ thân của nó, cái vỏ thân hoặc vỏ rễ cũng được, nhưng mỗi loại là 30g. Mọi loại nào cũng vậy, 30g khô hoặc là lá tươi thì một nắm, riêng cái vỏ không sử dụng tươi, chỉ cái lá mới sử dụng tươi được thôi, nhưng tươi cũng phải sao vàng hạ thổ một nắm đó, tương đương với từ 5 đến 7 lá. Lá lớn thì 5 lá, lá nhỏ thì 7 lá. Đó. Nếu như chúng ta bệnh nhẹ thì trong vòng 1-2 ngày thôi, nó sẽ có tiến triển cho chúng ta rất là tuyệt vời cho cô bác chị mình. Nếu chúng ta bệnh nặng thì chúng ta nên duy trì. Và trong khi điều trị bệnh trĩ thì chúng ta nên biết rằng lý do tại sao chúng ta bị bệnh trĩ nha. Và biết được lý do đó thì chúng ta nên kiêng cử, hạn chế và kiêng cử những cái thức ăn, thức uống, thói quen của chúng ta mà nó gây ra bệnh trĩ. Trĩ thì ví dụ chúng ta táo bón lâu ngày do ăn uống ít rau, ít chất xơ, nó nóng nảy cơ thể, táo bón lâu ngày thì cũng sẽ gây bệnh trĩ.
hoặc là chúng ta bị tiêu chảy lâu ngày thì nó cũng sẽ bệnh trĩ đó. Tiêu chảy hoặc táo bón lâu ngày cũng sẽ bị bệnh trĩ. Thì như vậy thì ví dụ chúng ta bị táo bón thì chúng ta sẽ ăn nhiều rau vào, ăn nhiều đồ mát vào đó, và điều trị và áp dụng thêm cái bài thuốc này. Nếu chúng ta tiêu chảy thì chúng ta dĩ nhiên là bụng chúng ta yếu, chúng ta tiêu chảy lâu ngày đó, thì chúng ta nên ăn những cái thức ăn đừng có để cho nó lạnh bụng đó. Thì như vậy thì nó sẽ giúp cô bác chị mình là hỗ trợ điều trị bệnh tốt hơn. Khi trước khi điều trị bệnh thì chúng ta nên là cô bác chị mình nên là kiêng cữ là chủ yếu. Có kiêng cữ, có điều trị thì nó sẽ hết bệnh, nhưng có điều trị mà không kiêng cữ thì nó sẽ không hết bệnh. Cho dù thuốc mắc nhất, tốt nhất, nhưng chúng ta không kiêng cữ thì không có kết quả cao. Đôi khi nó giảm thôi, và chúng ta không kiêng cữ thì nó trở lại liền. Thì cuối video Phan Hải chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào. Xin hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh Phan Hải Channel vào video tiếp theo.